Dạng bài thứ ba là chúng ta làm gì? Chúng ta sử dụng các phép biến đổi tương đương để giải hệ bất phương trình một ẩn. Đó, xin mời. Cái nó đánh số ở đằng trước là tên số bài nhé. Đây là bài thứ 28, gọi là xét được tương đối nhanh đấy. Nói chung là nó chỉ có bất định thức thì nó đi nó lâu một tí, tại vì là làm sao phần đấy học mình học nó cũng khó khăn nhất. Cái cách tìm tập nghiệm của hệ bất phương trình là chúng ta đi giải từng bất phương trình một, đúng không? Chúng ta biết là như thế, cho nên là không vấn đề gì, không vấn đề gì đáng ngại. Giải từng bất phương trình một, sau đó có thể biểu diễn trên trục số để tìm tập nghiệm. Tập dạng bài lúc đầu nó hơi khó tí, mình phải đi từ từ. Một vài bài mình quen rồi mình sẽ tăng tốc lên. Bất phương trình hai ẩn ta làm được không, là một ẩn đúng không? Chúng ta cứ xử lý từng con một. Như vậy chỗ này chúng ta chuyển bế sang bên này thì sẽ được là 3x trừ đi 2x lớn hơn là bằng 7 trừ đi 1. Kết quả là x lớn hơn là bằng 6. Con thứ hai là 4x cộng với 3 lớn hơn 2x cộng với 19, tương đương với lại chuyển vế sang là 4x trừ đi 2x lớn hơn 19 trừ đi 3, tức là 2x lớn hơn không có bằng 2x lớn hơn 16, tức là x lớn hơn là bằng lớn hơn 8. Như vậy chúng ta sẽ ra được là x lớn hơn bằng 6, x lớn hơn 8. Khi nó dấu đồng thời này thì hãy nhớ lời thầy dặn, nếu cùng lớn thì lớn hơn, cùng lớn thì chọn cái lớn hơn. Cho nó nhanh, mà cùng nhỏ thì chọn cái nhỏ hơn. Như vậy hai cái cùng lớn thì chúng ta sẽ chọn cái lớn hơn, kết quả là x lớn hơn 8. Thì có em mà không hiểu thì nó sẽ biểu diễn trục số cho mà xem. Tại sao nó lại như thế và như này nhá. 6 đây, 8 đây. Con đầu tiên là lớn bằng 6 đúng không? Lớn bằng 6 tức là nhỏ hơn phải gạch hết đi. Con thứ hai là lớn 8 đúng không? Lớn hơn 8 có nghĩa là nhỏ hơn bằng 8, gạch hết đi. Nhìn thấy chưa? Đấy, cho nên là thầy bảo là nếu là cùng lớn thì sẽ chọn cái lớn hơn, mà cùng nhỏ thì sẽ chọn cái nhỏ hơn. Đừng quên câu của thầy thì nó sẽ giúp các em tăng tốc hơn một chút. Đây là hai cái cùng lớn, chúng ta sẽ chọn cái lớn hơn. Thế giữa 6 và 8 có nào lớn hơn, còn 8 lớn hơn. Như vậy chúng ta sẽ gọi là x lớn hơn 8. Xong, tức là ngoặc tròn từ 8 đến dương vô cực. Đấy. Nhá. Trong khi làm bài chúng ta phải có những cái mẹo để chúng ta làm nó nhanh hơn. Nếu hai cái cùng lớn chọn cái dấu lớn hơn, tất nhiên hai cái cùng nhỏ sẽ chọn cái nhỏ hơn. Còn hai cái đuổi nhau thì cứ thế mà viết vào, nếu vô lý thì là tập rỗng. Rồi, bài 29. Bài này nói chung là rất phù hợp với trắc nghiệm. Tìm tập nghiệm của phương trình này nó không quá dài, thời gian dài không quá lâu.
Nào, lại quay lại từ đầu. Tuấn Anh, bài này ra chưa? Em mà thầy là D ạ. Thì bài này thầy chưa giải, từ bài này cho đi thầy chưa giải. Chúng ta sẽ giải ở trên là giá x lớn hơn trừ 1 này. Ở dưới là x nhỏ hơn 2 này. Phương án D của em đúng đấy. Tức là bây giờ thì nó phải nói là khi hai cái ngược chiều nhau thì thế nào, hai cái ngược chiều nhau em cũng thế viết mà. Mà nếu nó có lý thì để lại, mà nó vô lý thì sẽ ra tập rộng. Để sau này các em giải cho nhanh nhé. Cái trên ấy, chúng ta sẽ chuyển con 4 sang bên này, con x sang bên này. Như vậy là 3 trừ 4 sẽ nhỏ hơn 2x trừ đi x, tức là trừ 1 sẽ nhỏ hơn x, tức là x lớn hơn trừ 1. X lớn trừ 1. Thế còn ở dưới thì như thế là đã gạch cả hai phương án rồi. Ở dưới này 5x trừ đi 4x nhỏ hơn 3 trừ đi 1. Kết quả là x nhỏ hơn 2. Đấy, thế thì bây giờ quyết đáng nghĩa để là nguyên x nhỏ hơn 2 lớn hơn trừ 1. Nếu như này nó có lý đây, trừ 1 nó nhỏ hơn 2, như vậy là chính là đáp số từ trừ 2 đến trừ 1 đến 2. Khi nào thì vô lý? Khi nó vô lý, ví dụ x lớn hơn 3 mà lại nhỏ hơn 1 chẳng hạn, suy ra là 3 nhỏ hơn 1 à? Như này là ra tập rộng. Mình viết ra ngoài dưới nhé, mà nó dẫn tới kết quả như này thì dẫn tới là tập rộng. Bài này xong rồi. Hai cái nó đuổi chiều nhau thì là cứ viết bình thường, nếu có lý thì để lại, mà vô lý thì ra tập rộng. Chính xác. Đấy. Như vậy bài tập này, phần này là chúng ta làm rất là dễ dàng. Thì tương tự như vậy thì một số cái bài khác ở phần này cũng thế thôi. Kể cả có phân số như này thì chúng ta quy đồng lên là xong thôi, không vấn đề gì. Đúng không? Thế thì một, nếu như đề bài hỏi là cái giá trị x bằng a trừ 2 là nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây, thì chúng ta sẽ giải bằng cách là chúng ta thay trực tiếp vào. Nếu nó thỏa mãn cả tất cả các bất phương trình thì nó mới là nghiệm, còn nếu như nó vi phạm một cái là sẽ bị loại. Bài này chính là khó giải hơn với những bài khác, bởi vì mình thay rất là nhiều, thay vào mà nó sai cái là loại luôn cả cái hệ đấy, mà nó đúng thì phải thỏa mãn cả hai thì mới được. Rồi thì bây giờ là cũng là 3 giờ 31 phút, là chúng ta sẽ nghỉ giải lao cho đến 3 giờ 40 phút nhé. Nghỉ giải lao đến 3 giờ 40 phút ta vào nhé.